그러니까 보내 그러면. 누구 어리네. Rồi mình vẽ như vậy luôn để 9 cm. Mình gọt nó vào như này. Mở ra này, gọt chiếc này vào. Xong các phần dư của nó đi. Theo bông hoa mình là màu hồng nhé. Bốn bông. Bông hoa sữa thì mình dùng màu vàng. Màu nục. Tiếp vào này. Cái này 4, cái này 5. Rồi mình kéo cắt vào phần dư của nó đi nhé.
là thằng Du nó mang sao luôn. Tiếp theo mình gắn nó lên nhé. Thiếu một cái gì? Đây đây đây. Sụt mình, thôi gấp 4 cái mình thiếu. Như vậy thì mình hoàn thành xong một chiếc hộp màu xanh dương có đỉnh bông hoa hồng và màu vàng nhé. Nếu các bạn thấy hay cho mình like, share, đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.